Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Sông đất sông nhà được xem là một trong những tục lệ có ảnh hưởng nhiều đến vận trình và cuộc sống trong năm mới của gia chủ. Do đó thì nhiều người quan niệm rằng nếu tuổi sông nhà tốt, hợp tuổi với gia chủ thì sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió. Công việc làm ăn ngày càng sẽ tốt đẹp hơn, gặp nhiều may mắn về tài lộc và sức khỏe. Theo đó thì người sông đất nên là những người có vận trình tốt và tính cách sời lợi, hoạt bát và đặc biệt là có tuổi hợp với tuổi của chủ nhà. Sau đây là các cách để các bạn có thể lựa chọn cho chúng ta một người có tuổi sông đất phù hợp trong năm mới 2024. Thời điểm sông đất tốt nhất là chúng ta nên vào đêm giao thừa hoặc là sáng mùng 1. Thông thường thì các tuổi đẹp để mà sông đất sông nhà cho gia chủ thường sẽ nằm trong bộ tam hợp, tránh phạm vào trực xung. Và cụ thể các bạn có thể xem bảng sau để chọn được tuổi sông đất phù hợp với mình. Xét về mặt nguyên lý thì mỗi một người có một vận khí riêng tùy theo từng niên vận. Người có vận khí tốt là tiêu chí quan trọng nhất để mà chọn tuổi sông nhà. Vậy thì ta cần phải hiểu thế nào là một người có vận khí tốt. Tiêu chí có tính chất quyết định về chọn tuổi sông đất là những người gia đình có phúc đức, con cháu thì đề huề, vợ chồng hòa thuận, ăn nên làm ra. Và bản thân người đó thì phải là người nhân hậu, đức cao vọng trọng, chính trực, có uy tín với cả trong gia đình cũng như là xã hội. Và thứ hai là chúng ta cũng không nên chọn những người mà trong năm đó bị trực hay là xung với cả thái tuế của năm. Và ngoài ra thì nên chọn những người sông đất đầu năm có tính cách khoáng đạt, vui vẻ thì gia đình sẽ có được niềm vui, sự may mắn trong năm mới. Bảng tra chi tiết những tuổi đẹp sông nhà trong năm 2024 tôi sẽ để ở cuối video này nhé. Và để việc sông đất được cát lợi cũng như là như ý thì ta cần lưu ý một vài điểm kiêng kỵ như sau. Đầu tiên là chúng ta tránh chọn những người có năm tuổi xung khắc với cả mình. Ví dụ như là Tý khắc với Ngọ và Sửu khắc với Mùi, đây gọi là trực xung đấy. Người đến nhà đầu năm thì không nên là những người mà gia đình vừa gặp phải chuyện là không vui, đạo đức không tốt, rồi gia đình không êm ấm. Và chúng ta cũng kiêng người đến chơi sớm đầu năm lại là thai phụ hoặc là người mà quá chồng. Và cuối cùng xin chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý, phú quý bình an